Ăn 10 tiếng. Đã chín rồi. Lửa nhà lửa, lửa. Đúng, đủ lửa. Này hai cái này là một dây. Nhưng mỡ. Một dây là nhân mỡ làm dấu nha. Có loại hai dây đâu rồi, đây nè. Rồi vừa ngắm luôn. Vừa đủ luôn ha. Hết chân này bao nhiêu đòn trong này đây này không? Để tí nữa hỏi vậy, họ hỏi trong nhà bao nhiêu đòn. Nhìn thấy hấp dẫn quá các cô chú anh chị à. Nếu mà bà con mình ở xa mà không có điều kiện đi về Việt Nam mà những cái vùng quê á, thấy những cảnh này cũng đỡ nhớ nha cô chú anh chị. Bánh tét thì thường nên đơn giản nhưng mà nó đầy đủ nha. Bánh tét phải có. Đây là dịp này, món này để làm món cà ri nè, thì món này những cái món đám giỗ ở quê thường có những cái món thế này. Còn những cái phao câu này để không nướng cho mấy mấy anh nhậu. Mình thấy hấp dẫn rồi đó. Tại mới để lên xong giờ mở nó xuống, mở dịch nó xuống rồi nó cháy lên lại rồi kìa. Bỏ tàu nhìn... cao cho mấy màu y như tàu cao luôn ha. Bốc khói nghi ngút luôn. Rồi lụm bỏ vô ấy đi. Ta đang cả đang quay à. Ta đang lay là ta đang lay là. Kệ lấy này em sao đâu. Ta đang lay chim à. Lay chim. Bánh tét u. Có đám này biết cái năm gói đó bánh tét này là nhớ đó. Phải nhớ đến năm giỗ phải không? Ta đang lay chim à. Trời nóng thứ nào chưa nổi chứ. Ủa sao không để gì chảy luôn ta? Hả? Để gì chảy luôn bốc bốc ra làm gì? Thiên đi cho nó sướng hai người để kéo công không có tốn có ngự vậy hả. Bánh nấu ở đây tính ra khoảng gần 20 tiếng không, hồi sáng mấy mấy giờ nấu vậy tới nghe? 6 giờ tới 3 giờ rồi. Thì chưa còn nè nó không cứ 10 tiếng rồi ha. 9 mới 9 tiếng chứ nhiêu, gần 10 tiếng đã chín rồi. Lửa, nhà lửa, đủ lửa này hai cái này là một dây nhân mỡ. Một dây là nhân mỡ làm dấu nha. Có loại hai dây đâu rồi, đây nè. Có loại hai dây là nhân chuối đây nè. Nội ơi đang chết rồi vậy thử đút vô đi cho ông tiền liền. Hai dây nhân chuối nè, này làm dấu riêng để nhớ, để thí dụ như có về gửi cho bà con em về á nhớ cái nào đòn là như chuối rồi nhân mỡ để cho năm con vịt luôn. Bứt lên mít đó. Nãy con bứt lên mít con dở ra luôn thấy cái mẹ. Đó, bây giờ đem vô trong trong nhà để. Đây cái nồi bánh tét nấu cũng gần 10 tiếng đồng hồ nha các cô chú. Đây chất lên đây để cho nó ráo lại. Đó, có tí ánh sáng lên. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Có rồi. Mày nhìn chuối hết hả? Đó trời ơi, nóng mà. Trong nồi nước, nồi bánh mới đem ra bốc khói nghi ngút rồi nè. Đèn la chim gì đấy mới đây nè, cái này nhìn thấy thèm chưa? Tại ở quê là đám phải có cái bánh tét thế này. Ngày mai là chính thức vào đám, thì hôm nay là bánh đã nấu chín rồi nè. Ủa nhưng mỡ nhiều hả ta? Hai một quay là nhưng mỡ phải không? Hai quay nhân chuối. Nhân chuối để riêng đây nè. Nhìn thấy thèm luôn á, bánh nè. Chảy nước hết trơn rồi nè, chảy nước mắt á. Nóng quá.
tại nó mới giờ trong cái nồi bánh mới vớt ra cái này, công đoạn vớt bánh mẹ đéo kia nè, một khối khói bốc nghi ngút. Ai biết đâu có nghe đâu thì nói với anh nào ai cũng còn đâu đó rồi anh chị thôi đi chơi với cho hai chồng cùng thấy luôn. 37 rồi trời. Rồi vừa ngám luôn. Vừa đủ luôn ha. Hết chân này bao nhiêu đòn trong này đây này không? Để tí nữa hỏi vậy hỏi trong nhà bao nhiêu đòn. Nhìn thấy hấp dẫn quá các cô chú anh chị à. Nếu mà bà con mình ở xa mà không có điều kiện đi về Việt Nam mà những cái vùng quê á, thấy những cảnh này cũng đỡ nhớ nha cô chú anh chị. Bánh tét thì thường đã cũng nhắc sơ lại cái công đoạn mà gói bánh như thế này. Thường thì ở quê nha cô chú anh chị, sáng tầm khoảng 2 đến 3 giờ sáng nha là bắt đầu bà con thức dậy. Tại cái công đoạn chuẩn bị nếp chuối mỡ chuối nè, nhưng mỡ hay đậu dừa rồi đó, hay là những cái lá chuối dây rồi chuẩn bị trước đó vài ngày rồi. Thì cái hôm trước đám giỗ một đêm nha, là chuẩn bị trước bảo đảm một đêm là chuẩn bị làm cái công đoạn gói bánh này trước nè. Là sáng hôm đó 20 giờ sáng thức dậy gói, là thường ở quên 20 giờ sáng thức dậy gói của chú anh chị. Thì thường bà con cũng như là gom lại ha, xúm lại đi gói. Gói tới sáng tầm 6 giờ nha, tầm 6-7 giờ là bắt đầu xong công đoạn gói, là chuẩn bị chuyển sang nấu ha. Thì hôm nay như ở gia đình đây thì 6 giờ hơn tí là vào nấu tới bây giờ hiện tại là khoảng 3 giờ chiều nha. Tầm 3 giờ chiều đến 9 tiếng khoảng 10 tiếng là bánh nó chín rồi. Chín vào vớt ra treo thế này đây để ngày mai bắt đầu chính thức vào đám nha cô chú anh chị. Khối nó bốc ra này. Đó. Đồng bánh tét căng tròn. Đó, rất là đẹp. Mà này thơm nữa, thơm cái mùi lá rất là thơm luôn chú. Đó thì ngày mai chính thức vào đám, thì hôm nay công đoạn chuẩn bị bánh là xong rồi này ha. Coi như gói trước một đêm đó, nấu xong. Đây, ngày sau là chuẩn bị vào đám. Trong này những công đoàn chuẩn bị đây là bánh này gói chính là cắt phát thử rồi nè, đây nè, nhưng đậu nhưng mỡ cái này còn nhưng mỡ chứ một cái này nhưng mỡ một tại một dây làm dối một dây là nhưng mỡ nè, hai dây là nhưng chuối. 10 tiếng, cái nó khoảng 10 tiếng là bắt đầu nó chín thế này. Ăn hết không trời chắc được mà. Chút ra hỏi mâm trước đại luôn đi. Đây thêm món này để làm gỏi. Vịt này là xương, làm xương xương, món mâm chiều. Gắn chiên nước mắm. Bên kia là cháo vịt nữa. Cháo vịt mới làm gỏi đó. Đây cái này món lòng vịt nè, ruột, xào, dưa leo. Đó, mấy ông nhậu hay món này cho mấy ông nhậu nữa. Đây còn cái công đoạn này mới quan trọng của mấy ông nhậu nè. Thường làm đám thì có mần gà mần vịt nha, ở đây thì có làm vịt xong rồi. Bắt đầu còn những cái phao, những gọi là ở quê gọi là phao câu á. Tận dụng cái lửa mà nấu bánh, vừa nấu bánh tét xong á, lấy cái than này ha, còn nướng nè. Đây, phao câu. Lửa than này để nấu bánh tét vừa xong, còn rất là nhiều lửa than luôn, bởi vì tận dụng để nướng luôn cái này. Cực kỳ thơm luôn cô chú à.
Thì đám này làm cũng nhỏ thôi chứ không lớn, tại vì ở quê mà cây cái mùa này nữa cũng ít có làm lớn lắm, cho nên đơn giản nhưng mà nó đầy đủ nha. Bánh tét phải có. Đây là dịch này, món này để làm món cà ri nè, thì món này những cái món đám giỗ ở quê thường có những cái món thế này. Còn những cái phao câu này để không nướng cho mấy mấy anh nhậu. Mình thấy hấp dẫn rồi đó, tại mới để lên không giờ mở nó xuống, mở dịch nó xuống rồi nó cháy lên lại kìa. Dầu mở nó xuống rồi nó cháy nha. Đâu có máu đâu. Thôi tao muộn sống luôn, ăn không mỉa. Là hôm nãy giờ rồi. Món này món phụ ha. Nhưng mà đây là món khoái khẩu của mấy ông nhậu. Trời mưa nữa chứ. Đây nè. Trời đang mưa nè, mà ngồi kế bên cái đống lửa này nướng cũng ấm, nó không có lạnh nữa. Nấu 10 tiếng đồng hồ trong cái lửa than, nó quá trời lửa than ở dưới luôn. Chỗ này để nấu bánh vừa xong. Đây thì chuẩn bị đợi cái món này, món phụ nữa là xong, là coi như là cái chuẩn bị làm cái gọi là nhắm họ cúng mâm chiều trước cô chú anh chị. Thường thường đám ở quê là gì, tại anh em bà con xúm lại để phụ tiếp đó, chuẩn bị cho cái ngày mai là đám chính thức, thì buổi chiều có một mâm cơm để cho anh em dùng lấy thảo nha, để anh gọi trước là món làm nhắm họ trước cúng một mâm. Đấy, thì mình xong công đoạn này là nhập tiệc cô chú, thì hẹn cô chú anh chị mình video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.